Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thành Gà. Hôm nay thì mình sẽ chơi một tựa game cũng khá là lâu đời rồi, ra mắt 2014, nhưng mà nó vẫn khá là mãnh cuốn, là một tựa game xây dựng chiến thuật giả lập. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với một cái ngôi làng khá là nhỏ bé với một ngôi nhà. Đây là một cái kho chứa cũng như là một số cái lượng tài nguyên vật phẩm khác nhau, và công việc chúng ta chắc chắn rồi. Đầu tiên có lẽ là cái lượng dân cư, chúng ta đang cần một ngôi nhà và chúng ta sẽ tìm hiểu cách để xây một ngôi nhà ở đây nhé. Ok, xây nhà nhà gỗ, có lẽ sẽ bắt đầu mua nhà gỗ đi. Ok, ba ngôi nhà. Cái này thì nó sẽ là cái tốc độ trò chơi, mình sẽ x2 lên một chút để cho cái trò chơi nó nhanh hơn. Ở đây nó sẽ có một số cái thông báo, ok, số sự kiện mình sẽ để lên phía bên dưới này. Bắt đầu. Rồi, ok. Công nhân chúng ta đang bắt đầu để xây dựng những cái ngôi nhà đầu tiên cho cái khu vực làng của mình rồi. Và chúng ta đang có, lúc đầu thì khởi nghiệp chúng ta đang có hơn 100 gỗ, củi đốt, lương thực thực phẩm trong kho và một số các loại nhu yếu phẩm khác nhau, ví dụ như đá rồi ở một số cái loại tài nguyên khác nhau. Số lượng người dân chúng ta đang tổng là 12, trong đó có 10 người lớn. Đúng nhỉ? Người lớn, học sinh, trẻ em, 10 người lớn và 12 trẻ em. Chúng ta đang thiếu cho những cái ngôi nhà cho 22 người. Ok, thì đây là những cái ngôi nhà. Do là ban đầu mình đang tìm hiểu game, thế là mình cũng chơi rồi nhưng mà lâu lắm rồi không chơi lại nên cũng có gần như là quên hết rồi, vì mình chơi quá nhiều tựa game khác nhau. Nên là mình cũng đang ở để tua chậm để có thể tìm hiểu dễ dàng hơn một chút. Ok, có lẽ là mình sẽ xây một con đường đi. Luôn sẽ cần một cái giếng nước để giảm thiểu việc bị hỏa hoạn. Kho chứa này, gì đây, cốc đá xuống thấp. Ok, mình sẽ phải đi khai thác đá, chặt gỗ này, trò kiếm lâm. Mình sẽ chậm lại một chút nha anh, để nhịp qua một chút. Khai thác đá đây, đá đây, bộ khai thác đi. Ok, thì dân nó sẽ đi khai thác đá, dỡ bỏ công trình, khai thác tài nguyên. Mình sẽ cho khai thác mọi cái tài nguyên ở trong cái khu vực này luôn nha. Mình đã bắt đầu với một cái kho chứa cộng như mình tự quen là bấm ESC. Ba ngôi nhà, thì ba ngôi nhà này đang được hoàn thành. Nó đang thiếu hoàn thành số công nhân đang làm trên này. Ok, mình sẽ phải điều thêm công nhân để có thể hoàn thành được ngôi nhà. Chút về cái chỉ số, thông số này đi, điều phối. Có những cái thông số này rồi thì lại sẽ giúp cho việc phân bổ cái người làm việc nó nhanh hơn. Đấy, ngôi nhà đã được xây dựng, ngôi nhà đầu tiên đã được xây dựng với ba nhân mạng, ba người, một trai một gái một trẻ em, 17 tuổi đã đẻ con rồi. Quá là sớm. Và sẽ xây thêm những cái ngôi nhà nha mọi người nha. Okay, xây thêm ba ngôi nhà vì cái số lượng người đang cần là một ngôi nhà này nó sẽ chỉ đảm bảo cho tầm từ 3 đến 5 người. Đây, ngôi nhà này 5 người rồi. Và ở đây mình đang có khoảng tầm 22 người. 22 người.
Okay, tiếp tục khai thác tất cả các tài nguyên ở trong cái khu vực này đi. Đường xá luôn nó giúp cho con người chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn. Kho chứa này, ô vật liệu này, chợ, hải cảng, giếng nước, trường học, bệnh viện, ruộng lúa, đây là cái lương thực thực phẩm, sản xuất tài nguyên, chè củi, củi đốt, chúng ta sẽ cần củi đốt cho những cái mùa đông. Rồi. Chòi kiểm lâm để giúp cho chúng ta săn bắn hải lượng. Nhà dược liệu để giúp cho chúng ta làm thuốc. Chòi kiểm lâm. Đây, chòi kiểm lâm thì đậu đứng ở đây đi. Chòi săn bắn à, chòi kiểm lâm là làm mấy trong cái gì? Còn à, mình sẽ làm cái chòi săn bắn và chòi hái lượm. Đúng rồi, cái chòi săn bắn và chòi hái lượm sẽ giúp cho cái việc à, săn bắn hái lượm mà những cái lương thực thực phẩm đấy mọi người. Ok, cuối hè rồi. Cái tựa game này ra khá lâu rồi nên nhìn cái đồ họa nó khá là khá là đơn giản mọi người, so với những tựa game chiến thuật hoặc là những tựa game xây dựng thời điểm bây giờ thì nó khá là sinh động, kể cả về những cái giao diện cũng như là những cái thông báo, những cái danh mục ở trên này khá là sinh động. Còn với những cái tựa game từ 2014 thì chúng ta sẽ không quá kỳ vọng nhiều, chúng ta quan trọng nhất là cái nội dung, cái cốt truyện của cái cuộc chơi này. Okay, thêm một người vào đây để làm củi đốt nhá. Củi đốt, số lượng củi đốt trong kho đang không có này, cuối mùa hè rồi, và nếu mà không có củi đốt thì mùa đông năm nay sẽ ối rồi ôi luôn mọi người nhỉ. Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ phải mình nhớ có một cái nó sẽ ưu tiên. Không biết là ở đâu. Đây đây. Ta sẽ ưu tiên để xây dựng cái khu vực này. À, cái gỗ. Sorry mọi người, cái trò kiểm lâm thì bây giờ thời điểm bây giờ nó cũng chưa cần quá cần thiết. Quan trọng nhất vẫn là cái trò săn bắn và trò hái lượm để giúp cho chúng ta có cái lương thực thực phẩm. Ở khu vực này thì cũng là không một khu vực đồi núi, và xung quanh đây thì có một cái hồ nước. Cái hồ nước này chúng ta sau này chúng ta sẽ làm những cái chòi đánh cá này, sẽ có đánh cá. Ta có thể xây dựng những cái cá. Chắc có lẽ là nó sẽ bắt nằm ra khu vực này. Ok, chúng ta sẽ nghiên cứu sau nhé. Việc OK, chúng ta đã có được 70 củi đốt rồi. Cái công trình, cái lều hái lượm này của nó cũng đang hoàn thành rồi. Cái lều săn bắn thì nó sẽ giúp ta có những cái thực phẩm, những cái đồ thịt. Còn lều lều hái lượm thì nó sẽ giúp chúng ta có những cái hoa quả trái cây ở trong rừng, khá là tự nhiên ở trong rừng để chúng ta có thể ăn uống và đảm bảo cho cái nhu cầu của người dân. Nó vẫn liên tục báo củi đốt đang xuống thấp.
cuối thu rồi và cái lượng củi đốt cần nó cũng sẽ tăng lên, dẫn đến là chúng ta mình sẽ tăng cái số lượng người ở trên củi đốt đó nhỉ. Mình sẽ phải xây thêm một cái khu vực chặt củi nữa. Ok, chúng ta đang có cái lương thực thực phẩm. Thực phẩm nó sẽ hiện ở đâu nhỉ? Đây là dược phẩm này. Đây, đây thực phẩm trong kho đây, nó sẽ hiện ở đây. Mình sẽ xây dựng thêm một số cái nhà dân nữa nhé. Cái kho vật liệu này nó sẽ bị đầy anh hiểu. Okay, mình sẽ xây thêm một kho chứa ở đây, kho vật liệu ở đây, chợ, cảng. Số lượng người dân ở trong thành phố nó chưa đủ để có thể chúng ta điều khiển được ở đây. Okay, chúng ta sẽ tăng tốc nha. Mình đang tăng tốc x10 để cho nó ra thoát khỏi cái được mùa đông đầu tiên. Ok, mùa đông đầu tiên cũng có người chết đói này. Có một số người để chết đói. Hai lượng mà thợ săn đang hoạt động cả, nhưng mà có lẽ là cái lương thực phẩm lúc thời điểm ban đầu nó chưa đủ để có thể đáp ứng được cái nhu cầu ấy. Mình xây tiếp một cái con đường từ đây ra cái khu này. Vướng. Sẽ tiếp một cái trục đường này nữa, sau đó làm
xây ruộng nhá anh em nhá, xây một cái ruộng. Cái ruộng ở đâu là cái nhỉ? Xây đường quy hoạch trước, ta sẽ qua dễ quan sát đấy. Ruộng thì nó sẽ cần cái khu vực bằng phẳng một chút. Ok, mình sẽ ruộng ở bên đây. Cái lương từ thực phẩm của mình nó đang là 300 rồi, củi đốt là 200, vì cái củi đốt là mình đang giới hạn ở đây, mình sẽ giới hạn để nó lên 500 thì nó sẽ tiếp tục sản xuất nha. Số lượng gỗ trong kho để nó sẽ chặt cái khu này, lều hái lượng, tiếp tục mở cái con đường từ đây ra lều hái lượng thì nó đã dọn là khá là sạch sẽ. Mùa đông đến à, mùa thu ấy, thu đến à, đang có 500 thực phẩm, mình hy vọng là nó sẽ đủ cho cái mùa thu này, à, mùa đông này. Cộng có tiếc là mình đang có thêm 259 cái củi đốt nữa, trụ được qua mùa đông không? Mỗi khi mà có những cái thao tác gì đấy mọi người muốn nghiên cứu ấy, thì mọi người nên làm cái tốc độ game nó chậm lại một chút thì nó sẽ hay hơn và nó sẽ dễ quản lý hơn. Báo cái gì đây, không có nguyên liệu để làm. Bây giờ đang là năm thứ hai rồi, mùa đông thứ hai rồi, sắp qua mấy mặt bạc. Đầu xuân à, những cái ngôi nhà thì đều đang có người ở cả rồi, kho chứa cái vật liệu này thì đầy áp luôn này, sắt không à, thì mình vừa mới khai thác sắt ở khu vực này. Mình khá là nhiều sắt nhưng mà thời điểm ban đầu ấy, thì nó lại chưa dùng nhiều quá quá nhiều đến sắt.
cả một cái khu vực này mà chỉ có đúng một điểm này được ạ. Đấy, thực sự mình sẽ trồng lúa đi. Cái năng năng suất này thì nó phụ thuộc khá là nhiều vào nhiều cái khác nhau, nhưng mà nó vẫn khá là đơn giản. Cái game này nó khá là đơn giản. Nếu mà người đã chơi cái tựa game Father Fantasy hay cái gì đấy, mình không biết tiếng Anh nhưng mình không nhớ lắm để phát âm chuẩn cái tựa game đó, nhưng mà mình cũng đã làm những clip hướng dẫn ở trên cái kênh của mình. Thì mấy cái tựa game đó để trồng được cái ruộng lúa nó tối ưu thì khá là nhiều vấn đề, nhưng cái này thì nó khá là đơn giản thôi. Mình chỉ việc trồng trọt chăn nuôi thế là được, còn cái kia thì nó nhiều vấn đề lắm. Nó còn phải nuôi trồng, nó còn phải bón phân bón phiết các kiểu, có nhiều vấn đề hơn. Ok, một cái sữa lúa mình sẽ làm một con đường. Nhà này nó xây cái gì nhỉ? Nó lại lệch nhỉ? Mình đang có 20 dân, lương thực lên đến khoảng tầm 1.000 rồi, còn cái củi đốt ra đang là 400. Ok, tiếp tục khai thác củi nha. Gỗ nha, gỗ là một cái tài nguyên thiết yếu trong cái thị trấn này. Quy hoạch đẹp không? Hoạch luôn đấy chứ. Quá đẹp luôn, mỗi ngôi nhà phố luôn, toàn mặt tiền, bốn mặt tiền luôn mọi người nhé. Khu vực này thì nó đang dọn dẹp những cái tài nguyên, những cái tài nguyên ở đây để có thể trồng được cái lúa ở đây. Tác dụng của cái trò kiểm lâm này thì nó lại sẽ là vừa trồng vừa chặt, có nghĩa là nó sẽ vừa hoạt động trồng cây đây, ví dụ như khu này đi mình chỉ chặt không mà mình không trồng thì nó sẽ hết cây mất đấy, chứ nó không tự mọc lại đâu đấy. Còn còn nếu mà có cái trò kiểm lâm này thì nó sẽ cân đối việc vừa trồng cây vừa chặt cây để giúp cho cái việc là lúc nào không phải nữa không, nó không bị kiểu đất trống rồi chặt. Mọi người hiểu nôm na là như vậy, nó không sẽ nó không có bị cái tình trạng đất trống rồi chặt rồi chặt.
cho đánh cá xong dưới nhỉ. Đánh cá là bộ không ở đây. Nhà dữ liệu. Dược liệu thì giúp cho cái sức khỏe của người dân nó nâng cao hơn. Nãy giờ nó bị vướng cái nhà này mình không để ý luôn. Bảo sao mãi không thấy nó xây cái ruộng. Cái này nếu mà mình thu hoạch không kịp ấy, và bọn nó vào để nó cái vào mùa đông ấy, thì cái hiệu quả, cái năng suất nó sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ như mình trồng vào mùa thu mình mới trồng ấy, thì đến mùa đông nó chưa kịp lên ấy, thì đến mùa đông mà cây rét lạnh thì nó chết mất rồi. Đấy, nó sẽ giảm cái năng suất đi. Mình đã lên 26 dân rồi. Người dân đang thiếu công cụ lao động và mình sẽ phải xây dựng một cái xưởng rèn để giúp người dân có những được cái công cụ lao động nha. Gỗ luôn là cái loại cái tài nguyên khá là quan trọng để mà nhập. Nên là thu hoạch thì nó lên được cái lượng lương thực thực phẩm của mình nó lên tận mình sẽ điều chỉnh cái lượng thực phẩm cũng tối đa ở đây. Ví dụ như nó mà khai thác mình để 1.000 thì nó chỉ khai thác 1.000 là nó không khai thác, giống như kiểu cái hạn mức, còn mình để 10.000 hoặc là mình để nhiều nhiều thì nó cứ cứ thế nó khai thác thôi. Nó sẽ là cần công cụ và mình đang phải tập trung xây cái xưởng rèn này. Thiếu đá, thiếu đá, thiếu đá. Thiếu đá để có thể hoàn thành cái xưởng rèn này.
mình đang có đến 29 dân rồi. Nó sẽ nhanh chóng hoàn thiện cái khu vực này. Mẹ chặt gỗ kinh khủng không? Anh em thấy không? Gỗ đâu cho lại. Okay, hôm nay có lẽ là đến đây thôi nhỉ. Năm mùa xuân đầu tiên, 5 năm đầu tiên đã phát triển, nó đã được đến một cái thị trấn nhỏ với 29 dân và những cái nguồn cung cơ bản nhất thì đã có rồi. Và hẹn gặp anh em ở trong những clip tiếp theo, và sau khi mà mình chơi xong tựa game này thì mình cũng sẽ làm cái series hướng dẫn những cái cơ bản nhất để anh em có thể chơi cái tựa game này dễ dàng hơn. Anh em có thể xem ở trên kênh của mình trên cái danh sách phát ở trên cái video. Cảm ơn anh em đã đón xem clip này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.